Giao hiệp quốc tế Doha Cup 2023 trực tiếp, trọn vẹn và duy nhất trên FPT Play. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Quý vị và các bạn thân mến, phía trước chúng ta sẽ là những thời khắc đặc biệt quan trọng của tân huấn luyện viên Philippe Chuzier cùng với các cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông sẽ chính thức ra mắt cùng với đội tuyển U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023. Tương lai với những giấc mơ lớn được bắt đầu từ ngày hôm nay, với những nấc thang khó hơn và cao hơn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chào mừng quý vị và các bạn đến với sân vận động Al-Khalifa trong những diễn biến mới nhất của giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup, cuộc đối đầu giữa đội tuyển U23 Iraq và đội tuyển U23 Việt Nam. Hãy đến với đội hình ra sân của U23 Iraq trong trận đấu ngày hôm nay. Trong đội hình của họ có khá nhiều những gương mặt đã được triệu tập về từ châu Âu, đáng kể như số 4 Joseph Al-Imam, số 8 Marco Lokfazi, số 14 Kara Mohamed Ali và số 18 Al-Ali Bassem Ali Mosawi. Đây là đội hình ra sân của U23 Việt Nam trong trận đấu đầu tiên cùng với huấn luyện viên Philippe Chuzier. Đứng trong khung thành của đội tuyển U23 Việt Nam đó là thủ thành Quan Văn Chuẩn, cùng với đó là các cầu thủ số 3 Vũ Tiến Lòng, số 4 Võ Minh Trọng, số 5 Lương Duy Cường, số 7 Lê Văn Đồ, số 9 Nguyễn Văn Trường, số 10 Nguyễn Thanh Nhàn, số 11 Khuất Văn Khang, số 12 Phan Tuấn Tài đội trưởng, số 15 Huỳnh Công Đến và số 17 Nguyễn Đức Việt. Đây là một trận đấu, một giải đấu đòi hỏi phải có sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn. Và như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh vừa tổ chức pressing mạnh. Và lên bóng của đội tuyển U23 Iraq, đưa bóng vào. Bóng được phá lên. Lương Duy Cường là người đã phá bóng lên. Với việc Phan Tuấn Tài đang hướng ra cánh trái khá nhiều, nhưng vừa rồi là một đường chuyền sai. Tiếng còi đã vang lên. Trọng tài đã rút thẻ đỏ nhầm. Trọng tài đã rút thẻ đỏ nhầm. Duy Cường có lý do để phân trần. Người xảy ra va chạm trong tình huống vừa rồi đó là số 3 Tiến Long. Vậy thì tấm thẻ đỏ là dành cho ai đây? Lần này thì ông đã xác định đúng rồi. Quyết định đã được đưa ra đến từ trọng tài Al-Samari. Tiến Long phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Mọi việc bắt đầu sau khi mà Phan Tuấn Tài có một đường chuyền ngang sân. Mohamed Ouaid đã dâng lên rất nhanh và cắt được bóng. Tiến Long là người đã phạm lỗi với số 10 bên phía đội tuyển U23 Iraq. Nếu như Tiến Long không phạm lỗi thì số 10 sẽ băng xuống và ở thế 1-1. Đá phạt trực tiếp đến từ các cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Iraq. Sút thẳng. Bóng đã tìm đến đúng vị trí của Quan Văn Chuẩn. Một lần nữa cũng mất hai nhịp, nhưng mọi chuyện vẫn ổn với đội tuyển U23 Việt Nam. Một cú đá ở tầm thấp của Zaid Tashin để cổ vũ cho các cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Đội bạn đã cướp được bóng, xoay người dứt điểm. Không khó với Quan Văn Chuẩn. Trước đó người đã để mất bóng đó là Huỳnh Công Đến. Công Đến có khả năng xoay trở, nhưng trong tình huống vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được rằng Công Đến bất lợi hơn so với các cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Iraq. Giải đấu này không có Zidane Iqbal. Nihat Mohamed đưa bóng vào. Phan Tuấn Tài là người đã đánh đầu phá bóng, dành cho sự tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam. Một pha xử lý kỹ thuật, đưa bóng vào tầm thấp. Pha lên bóng của các cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Iraq, đưa bóng vào, dứt điểm. Lại là Ali Bassem Al-Mousawi, một người rất được kỳ vọng. Tiếp tục là một pha mở bóng sang cánh trái của các cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Iraq. Sút xa. Quyết định sút từ xa của Ahmed Hassan Al-Sawi. Không thể lấy được bóng. Vẫn là các cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Iraq. Không đến lại để mất bóng. Đội bạn đã triển khai bóng lên nhanh và xử lý tốt của cầu thủ áo xanh.
phạm lỗi rồi. Việc sẽ có 3 phút bù giờ. Tuấn Tài đã dễ dàng để cho số 17 Hussein Abdullah vượt qua. Duy Cường trong nỗ lực lui về để hỗ trợ cho Quang Thịnh đã phạm lỗi với số 17 bên phía đội tuyển U23 Iraq và sẽ có một quả đá phạt đền cho đội tuyển U23 Iraq. Đội tuyển U23 Iraq đã có được cơ hội khi mà họ đã có một tình huống chuyển trạng thái nhanh. Bóng được đưa lên trực diện cho số 17 Hussein Abdullah Lawen. Trung vệ của chúng ta đã không thể ngăn cản được số 17. Và bây giờ thì cơ hội được trao cho số 18 Ali Bassem. 1-0 cho đội tuyển U23 Iraq. Còn Văn Chuẩn đã có một tình huống phán đoán tốt. Nhưng cú đá của số 18 là đủ hiểm hóc. Ali Al-Moussaoui là người đã trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Copenhagen. Rất đáng tiếc cho khá tốt. Đó là pha xử lý của Lê Văn Đô. Đức Việt sút xa. Người trên sân thì đội tuyển U23 Việt Nam gặp khó trong việc phát triển bóng lên trên. Và hiệp 2 này là hiệp đấu mà đội tuyển U23 Iraq sẽ tăng tốc. Tiếng còi đã vang lên trước khi mà Hussein Abdullah Lawen đưa bóng được vào lưới của đội tuyển U23 Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam trong số khoảng gần 300 cổ động viên đến cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trên sân rộng Al Gharafah. Và lên bóng của các cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Iraq chưa thể cướp được bóng. Sút bóng. Và tỷ số là 2-0 cho đội tuyển U23 Iraq. Ở nỗ lực dứt điểm thứ hai thì anh đã có được bàn thắng. Xuân Thịnh đã để cho đối phương liên tiếp có những pha quạt bóng, cũng không có một động thái hỗ trợ đến từ Lê Văn Đô. Duy Cường cũng đứng ở phía sau khá sạc. Tiệu trùng lại, ở tình huống này thì số 3 bên phía đội tuyển U23 Iraq không phải nhận quá nhiều những sức ép đến từ hệ thống phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam. Và đội tuyển U23 Iraq đã cướp được bóng. Xâm nhập tốt, đưa bóng vào, nhưng không có bàn thắng thứ 3. Một nỗ lực đột phá đến từ giải đàn Anata. Duy Cường là người đã để mất bóng. Võ Hoàng Minh Khoa cũng không thể cản được đối phương trong tình huống 1-1. Anh không thật sự sẵn sàng. Rất may cho đội tuyển U23 Việt Nam là ở phía trong. Ali Rid Haider. Vẫn là Ali Haider. Đi bóng khá dễ dàng, đánh đầu. 3-0. Nền tảng thể lực của các cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Việt Nam đã xuống khá sâu. Nhưng Quang Thịnh đã để cho đối phương với những tình huống giật dứ dễ dàng vượt qua và có một quả đưa bóng vào phía trong. Nó không khác gì mang tới một món quà để cho Al Imari mở món quà ấy và nhận về bàn thắng cả. Rất dễ dàng dành cho số 7 bên phía đội tuyển U23 Iraq. Không chính xác của Quang Thịnh. Lỗi của cầu thủ bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Người đã phạm lỗi đó là Võ Hoàng Minh Khoa. Và đó là chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Võ Hoàng Minh Khoa. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chỉ còn lại 9 người trên sân ở phút 90+2. Quay chậm để xem chuyện gì đã thực sự xảy ra. Không cần thiết phải quá tham bóng trong tình huống này. Những đường chuyền cuối hơi thiếu cảm giác. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Al Samari. Giao hiệp quốc tế Doha Cup 2023 trực tiếp, trọn vẹn và duy nhất trên FPT Play.